ấy, sau đó đưa gần lại một tí kiểu vậy đó. Chắc tới tí nữa. Chó rồi chích đó, giữ nguyên, giữ lại đó. Chó ra xa tí hơi ta. Được không vậy? Sao mời vậy con? Xuống một tí để xuống đây đó.
cho rớt không? Con phải khó e lại thì con di chuyển nó không có bị mờ, cho nó bắt sáng liên tục. Còn cái này mà khó e rồi mình chỉ cần di chuyển cự ly thôi.